生出生出生出出生是呗，跟你游戏跟游戏，你听我来，喂，mới tinh luôn này. Con to mắt mũi xe này, đây tôm này lại khô rồi. Đâu cái này không bắn được nữa. Được đấy, còn một cái nữa à, đây đấy, lắp vào này, nhìn này, bắn đi xem, lắp cái này vào nha, thì phải gọi là đấy đấy, em mượn đây có một khẩu súng. Đến quay một mấy chính mình, một chính mình, hai chính mình, ba chính mình, bốn chính mình, bốn chính mình, bảy bảy chính mình nhỏ, tám chính mình nhỏ, chính mình này, chính mình, chính mình, chính mình là độ cam la men. Hôm nay làm xong tiếng Anh chưa con? Đây làm hết. Trang này nó bỏ cái bằng gì làm. Làm hết đi để con học toán nữa. Đã. Bây vở bài tập toán, bây vở thực hành toán ra mà làm chứ. Được. Đây. Thằng Danh kia nữa. Phải học nhiều lắm, đi về này con học bài đi. Trong tao có mạng à? Nhà ông là bắt mạng cho bà ý mà. Đây không có mạng. Ơ vẫn chưa có nhỉ? Ừ. Ơ thằng Ngô anh xem được. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây không có nhỉ? 4 cờ cũng đăng ký thì... à? Tháng ấy trăm mấy? Em đăng ký của mình tháng Tết thôi. Ừ. Còn quay tăng hết 170.000. Bắt, bắt mạng thì thiện. Bắt nắng. Ở nhà bắt được mà. Sao nhỉ, em tự nhiên mất nhỉ? Hay là bị chuột lại cắm để đứt cái mô, hay là bột mối một chút rồi. Chị Linh bật đọt thế không? Thôi! Chị Linh để cho nó vào đi. Cô lại chịu. Chị Mân, con mơ mê đây rồi. Ôi không, anh chị Mân con mơ mê đã bị ư. Cầm về ăn đi. Mai ông thấy con ra sữa thì mỗi răng mà wifi yếu thế được. Ông chắc thì mà không có mạng thì ông tính được, chỉ kêu đến ông Kim đi chứ à. Ông Kim là bọn. Ông Kim là anh Kim á. Ừ.
Anh Kim cưới chị Phạm Thư. Anh Kim đánh nhau với sông con. Nào, học đi. Xin chào mọi người, mọi người phải đánh nhau với nhé. Còn cả chùa nữa. Lên Linh chơi gì đi. Ok. Chị Linh. À con nào anh? Học mà đi. Mày không có được đi chơi đâu. Con đi đi với chị Linh đi đi. Kiểu không đi được đi mò hết. Không đi chiều đi ngủ là được rồi. Là nhà chị Linh quất đi chơi. Quất cái gì? Gì? Quất cái gì? Bây giờ chọn chúa để đang bắt đầu. Đâu không? Quân nghệ nó nhà. Ở trong nưa vừa rồi 3-4 vụ liền. Thân đủ bắt bằng được con chúa luôn. Xong rồi cây cảnh nhá. Ví dụ cây cảnh mình chơi chết xong rồi mình để ngoài đó. Bê đi luôn. Đào, quất, mai chi bê hết. Biến là cứ bán không được tiền là hắn bê. Chờ đang còng rồi. Chết. Cây quất đi khu lắm nha. Hắn gắn những số giả thì ạ. À ra. Hắn bán gắn những số giả nên công an không điều tra ra được. Camera rõ một biển số xe đấy nhưng mà điều tra không có. Nhưng mà bọn nó mình chia ngoài sổi. Thế nên là điều tra ra không biết là biển số đã mà điều tra đến cùng thì không biết là mù mô nhưng mà không có tiền thì công an mình chi hết. Hắn mảnh lên mức nữa mình có mất thì mình vô mình báo công an. Hắn chiếc xuất camera cũng có đến dưới. Bác nhỏ thôi. Số đã thế là thôi. Bỏ thùng nước đi. Bỏ thùng rác. Nước có mong muốn. Chi cua. Bà Quy đi bán làm cái TikTok buồn cười lắm nhỉ. Mô. Phim Dung à? Nó khuyên vào mai quần áo á. Chị Mượn. Đi đổ. Mình hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình.